Xin cảm ơn quý khán thính giả đã giữ màn hình để tiếp tục theo dõi bản tin Hoàng Thành Đống. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Thi Nga. Thi Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị nghe bản tin về tình hình dân số tại Trung Quốc. Chính sách một con tại Trung Quốc được ban hành từ năm 1979 nhằm ngăn chặn đà gia tăng dân số. Chính sách này ngày càng mất lòng dân, mất cân bằng giới tính và khiến xã hội bị lão hóa. Hiện nay, tính bình quân, mỗi cặp vợ chồng tại Trung Quốc có 1,6 đứa con so với 6 của năm 1973. Cuộc thống kê dân số hồi cuối năm 2010 ghi nhận Trung Quốc có 1 tỷ 339 triệu người, tức là tăng 5,9% so với năm 2000. Mất cân bằng giới tính với tỷ lệ 118 nam so với 100 nữ, do đó sẽ có 24 triệu đàn ông không có vợ vào năm 2020. Số người trên 60 tuổi chiếm 13% dân số, tăng 3% so với năm 2000, nên đứa con một không cáng đáng nổi cuộc sống cho cha mẹ và ông bà. Năm ngoái, Ủy ban Kế hoạch Gia đình và Dân số Trung Quốc đã đề ra 3 tỉnh ở Đông Bắc và 2 tỉnh tại miền Đông làm thí điểm thực thi chính sách hơn một con, và 5 năm sau sẽ áp dụng trên toàn quốc. Quảng Đông có 104 triệu cư dân, đông nhất tại Trung Quốc, đang đối diện với các vấn đề xã hội nghiêm trọng. Vì vậy, hôm 12 tháng 7, Quảng Đông đề nghị Bắc Kinh cho phép mỗi cặp vợ chồng có thêm đứa con thứ hai. Người đứng đầu kế hoạch gia đình tại tỉnh Quảng Đông, Trương Phong nhận xét là việc gia tăng dân số vẫn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và xã hội, nhưng trong dài hạn cũng sẽ trở thành vấn đề. Hồi tháng 4, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tuyên bố cứ tiếp tục chính sách một con bất chấp những vấn đề về thành phần dân số. Nhân Ngày Dân số Thế giới họp tại Thiên Tân, Bộ trưởng Kế hoạch Gia đình và Dân số Trung Quốc Lý Bình tuyên bố Bắc Kinh sẽ chú trọng quản lý dân số hơn là kiểm soát số lượng nhằm cải thiện phẩm chất cuộc sống nhân dân. Dân số thế giới sẽ vượt quá 7 tỷ người, với Trung Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Ấn Độ 1,2 tỷ, Hoa Kỳ 311 triệu. Thi Nga tường trình cùng quý khán thính giả. Và sau cùng là phần tìm hiểu của Võ Thành Nhân với Chris Phan về sự tham gia của người Mỹ gốc Việt trong binh chủng Hải quân Hoa Kỳ. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại thiếu tá Hải quân Chris Phan đến thủ đô Hoa Thành Đốn để nhân một cái cơ hội là để đi tham dự những cái buổi họp và cùng lúc để ghé vào cái phòng thu hình của bản tin thủ đô Hoa Thành Đốn để mà chia sẻ với chúng ta một số tin tức quan trọng và một số tin tức có liên quan tới đời sống của những người chiến binh Hoa Kỳ mà là người Mỹ gốc Việt. Xin được kính chào Chris Phan. Kính thưa anh và kính thưa khán giả của đài SBTN. Trước hết thì chúng ta tìm hiểu về gần đây thì người ta nói nhiều về Hải quân Hoa Kỳ. Lý do là tại vì có một số tàu của Hoa Kỳ tập dợt ở tại vùng biển Nam Hải vượt là biển Đông của chúng ta. Thì anh Rick Phan có thể cho biết rằng đó là chúng ta có bao nhiêu người quân nhân mà là người Mỹ gốc Việt mà ở trong binh chủng Hải quân vậy thưa anh? Dạ, thưa em đoán anh thì là trong sĩ quan thì từ 200 tới 300. Nếu mà nói tất cả quân đội đó thì em nghĩ chừng là từ 2.500 tới 3.000 anh. Tức là trong binh chủng Hải quân mà thôi. Dạ không, nếu mà nói mà toàn quân đội, trong Hải quân đó anh thì em nghĩ là cái chừng 50 là sĩ quan là cao, maybe cái chừng 1.000 trở lại lính. Dạ, tức là nếu mà như vậy thì chúng ta nhìn chung được cái con số của người Mỹ gốc Việt theo tỷ lệ của chúng ta sống ở tại Hoa Kỳ thì cái sự đóng góp của chúng ta trong quân đội Hoa Kỳ rất là cao. Dạ, em cũng thấy vậy anh, là cao hơn là mấy cái ethnic group khác. Dạ. Thì như vậy là cái vai trò của người lính, của người sĩ quan ở trong quân đội Hoa Kỳ là người Mỹ vậy thì chúng ta có cái bổn phận gì với cộng đồng của chúng ta không? Dạ thưa thì là nếu mà nói cái nghề trong quân đội anh thì là cũng đủ nghề ở trên đó. Thì là cũng có y khoa, cũng có luật sư giống như em, hay là cũng có mấy anh mà đi điều khiển máy bay hay là xe tăng được kia. Nhưng mà nếu mà nói mà về cái bổn phận với cộng đồng đó thì tụi em thấy là ngoài ra tụi em phục vụ nước đó thì tụi em cũng có cái bổn phận để đi trở về trong cộng đồng, để share với cộng đồng cái vụ gì mình làm cho cộng đồng biết thêm. Với hai nữa là cũng dạy với mấy em trẻ, đặng cho mấy em trẻ biết cái opportunity, cái cơ hội trong quân đội làm sao, đặng có thể sau này mấy em có thể đi bước theo cái bước của tụi em đi. Cái lý tưởng đầu tiên mà chúng ta gia nhập quân đội Hoa Kỳ là cái điều gì ràng buộc chúng ta với lại cái quân đội mà chúng ta đang có? Dạ thưa em nghĩ thì mấy anh em, mấy anh chị đồ kia thì là cũng có mỗi cái ý kiến khác nhau. Nhưng mà cá nhân của em đó thì em muốn vô trong quân đội tại em muốn phục vụ nước Mỹ của mình.
Thì trước sau gì là cái này là cũng nước thứ hai của chúng mình. Em muốn trả ơn lại, đóng góp lại một phần đặng cũng giúp nước này. Thứ hai nữa, em muốn là đi du lịch nhiều anh. Tại em thấy cái đi du hải quân là một cái cách mà tốt nhất mà mình đi phục vụ nước được của mình được. Mà thứ hai nữa là có thể đi du lịch mà khỏi cần trả tiền nữa. Nhưng mà nghề của anh luật sư Chris Phan là nghề làm luật, thì chúng ta giúp được gì trong quân đội của Hải quân Hoa Kỳ? Dạ, từ ngày em trong quân đội anh thì cũng 8 năm qua em active. Em tất cả trong quân đội cũng là 10 năm hơn rồi. Thì em là luật sư, thành ra phần đông là em trong tòa án anh. Em đã làm defense counsel, em đã làm biện lý, em đã làm advisor cho mấy ông tướng ở bên Iraq với người nhái đồ kia. Thành ra nếu mà cái cơ hội thì nó cũng nhiều lắm anh. Tại vì mỗi lần 2 năm đó, 2 tới 3 năm đó thì là mình đi cái chỗ mới, cái job mới. Thành ra cái đời sống mình với cái học hỏi mình nó luôn luôn là nó không bao giờ ngừng anh ạ. Và những cái bãi chiến trường mà chúng ta đang có để mà bảo vệ tự do, hoặc là chúng ta đang vun bồi cái nền dân chủ trên thế giới, thì có sự hy sinh của người Mỹ gốc Việt. Dạ. Cái vai trò của những anh em còn sống thì họ cư xử như thế nào, và họ có cách nào để mà chia sẻ với nỗi đau như vậy không? Dạ, thưa em thấy thì tụi em cũng có nhiều cái cơ hội anh, cũng như là cái cơ hội tới này nè, tới hồi mà tháng 9, 11 Tây đó, thì tụi em cũng có cái buổi gây quỹ để tạo ra 13 cái học bổng để nhớ ơn lại 13 anh người Mỹ gốc Việt mà đã hy sinh cho nước Mỹ này, cho cộng đồng mình ở bên chiến trường Iraq, Afghanistan. Nói thêm anh thì là hồi lúc 2007 đó, thì em đi qua bên Iraq, em thấy là mình cũng cô đơn ở bển lắm. Thì em muốn tạo ra cái hội, mà đây cái hội để giúp mấy anh em Mỹ gốc Việt với nhau trong quân lực Hoa Kỳ để tìm hiểu, để network, để reach out. Thì tới hồi em trở về bên Iraq đó, thì từ bên Iraq thì em mới tạo ra với mấy anh em khác cái hội là hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Tiếng Mỹ đó là đánh đó là Vietnamese American Armed Forces Association. Thì chúng em hồi tạo ra lúc 2008 ở dưới Cali, cái buổi tiệc ra mắt ở dưới thì thiệt là thành công ở dưới kia. Thì sau khi năm đầu tiên thì tụi em mới move qua bên Houston. Thì hồi năm ngoái cũng có nhiều cộng đồng ở bên Houston giúp tay lắm, cũng là gây quỹ ở đó để cho tạo ra 12 cái học bổng để giúp mấy anh em trẻ đi học thêm. Để nhớ ơn, nhớ cái tên của 12 anh mà đã hy sinh cho nước mình. Cái năm nay đó thì là tụi em sẽ qua đây ra mắt cộng đồng ở bên Washington. Thêm nữa, tụi em cũng muốn là cái cơ hội để tạo ra bây giờ năm nay là 13 cái học bổng anh. Tại vì trong cái năm qua mình mất thêm một anh nữa, 13 cái học bổng để cho mấy em trẻ trong high school, trong đại học để cơ hội đi học thêm. Và thứ hai nữa là để nhớ ơn 13 cái anh mà đã hy sinh cho chúng mình. Như vậy là trong chiến tranh thì chúng ta mất 13 người Mỹ gốc Việt. Dạ. Trong chiến trường. Và 13 người đó sẽ được tên của 13 cái học bổng. Dạ đúng. Dạ. Cái tiêu chuẩn nào để mà chúng ta chọn lựa những cái học bổng để phát cho các con em của người Mỹ gốc Việt, hay là con em của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta là hải ngoại? Dạ, thưa thì sau khi chúng em tạo ra cái 13 cái học bổng này thì mỗi cái học bổng là sẽ là 1.000 anh. Thành ra cái chừng 11.000, hồi năm ngoái là 12.000. Thì sau khi mình được cái tài liệu đó rồi đó, thì tụi em mới có một cái advertising lên trên cái màn ảnh của cái website của chúng em là vafa.org, vaafa.org đó. Thì tất cả cái information, cái application sẽ trên cái màn ảnh đó. Thì dòng năm tới tụi em sẽ thâu vô tất cả mấy người mà apply cho cái học bổng này. Rồi lúc đó tụi em sẽ đi go through mỗi cái, coi cái nào mà xuất sắc nhất. And then after that thì tụi em mới decide tặng cái nào ra. Và khi mà chúng ta nói tới cái tiêu chuẩn thì chúng ta cũng nói tới cái, những cái căn bản mà chúng ta muốn đạt được trong cái buổi tiệc sắp tới được thành công. Nhưng mà tại sao chúng ta chọn tổ chức ngay ngày 11 tháng 9 vậy? Thêm nữa anh, ngoài ra mình muốn ra mắt cái cộng đồng ở Washington, và thứ hai nữa là tạo ra cái 13 cái học bổng này, thì tụi em cũng muốn nhớ ơn cái ngày hận của nước Mỹ 9/11 mà anh nhớ lúc 2001. Rồi thêm nữa đó là tụi em cũng muốn là cái cơ hội để cảm ơn cái tàu, cái crew của cái USS Kirk. Cái USS Kirk anh là một cái chiếc tàu mà lúc mà sau khi mà chiến tranh Việt Nam đó thì là sẽ đã cứu hơn 30.000 người Việt mình hồi lúc mà nước Việt Nam mất, mà Sài Gòn bị thất thủ. Dạ. Yeah. Thành ra tụi em sẽ mời cái hôm đó cái ông trưởng hạm của chiếc tàu Kirk sẽ có mặt ở đó, và cái ông trung tướng, ông Vice Admiral Robinson, ông là Surgeon General bây giờ của nước Mỹ trong hải quân, thì ổng là một cái người mà đứng lên giúp tay về cái Lucky Few, cái documentary, cái show mà nó nói về cái việc cái làm của chiếc tàu Kirk đó. Thành ra ổng cũng sẽ có mặt ở đó hôm đó. Thành ra tụi em cũng muốn cái cơ hội để cảm ơn tất cả đã trong cái vụ đó.
Và khi chúng ta nói cái ngày 11 tháng 9 như vậy thì chúng ta phải có người để mà chúng ta liên lạc tại thủ đô Hoa Thành Đốn, và chúng ta biết một số tin tức, thì thiếu tá có thể cho biết thêm những cái tin tức nào để mà chúng ta liên lạc. Dạ, thì là trước hết là anh T. Nô Định đó, là ảnh là người chánh, ảnh organize cái buổi tiệc này. Số điện thoại của ảnh là 202-294-8580. Rồi sau khi ảnh thì là em sẽ giúp, thì cái điện thoại của em đó là 619-793-9461. Rồi sau khi đó thì tất cả cái information gì mà cộng đồng muốn biết thì là xin trên cái website của chúng em là vafa.org, vaafa.org. Kính thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà chúng tôi nghĩ rằng có thể nói là một cái chương trình rất cần thiết cho các trẻ em hoặc là các thanh niên Việt Nam lớn lên tại Hoa Kỳ hiểu biết được những cái sự hy sinh, hoặc là biết được cái sự hy sinh về thời gian, hy sinh về công ăn việc làm của mình và đời sống của mình để mà gia nhập quân đội Hoa Kỳ, để bảo vệ một cái đất nước mà rất là tốt đẹp và đã đưa chúng ta và nuôi dưỡng con em chúng ta sinh sống sau ngày đau thương là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và chúng tôi hy vọng sẽ được gặp lại quý vị nhiều trong những chương trình sắp tới. Anh Nhân xin được cảm ơn Rizwan rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Nhân nhiều lắm. Dạ. Rồi cảm ơn cộng đồng. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Thủ đô Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.